Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy ngày 9 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Như thường lệ, phần điểm những thông tin chính sẽ đến ngay sau đây. Thừa Thiên Huế có nhiều nỗ lực để biến bất lợi khách quan là mùa mưa kéo dài thành điểm hấp dẫn du khách, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để tạo ra các sản phẩm vừa đặc thù vừa thực sự hấp dẫn. Đa dạng các loại hình du lịch, hướng đi mới để thoát nghèo vùng cao. Cần các biện pháp mạnh mẽ hơn để đẩy lùi vấn nạn thuốc lá trong trường học. Tin chi tiết, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong 10 tháng của năm 2024, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 25.879 tỷ đồng, bằng 75,95% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Từ việc thực hiện các dự án từ tổng vốn đầu tư xã hội, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, đến nay, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương hoàn thành 60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, hiện cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình toàn quốc là 47,29%, xếp thứ 17 trên 63 tỉnh thành cả nước. Ngoài ra, từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, tỉnh đã giao bổ sung các nguồn vốn đầu tư công hơn 1.582 tỷ đồng. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 hơn 8.540 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo đạt 56,2% kế hoạch. Trong những tháng còn lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung chỉ đạo đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với 8 cơ quan đơn vị có mức giải ngân thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh. Xác định công tác giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các sở ban ngành và địa phương, ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành địa phương. Ra soát tổng hợp nhu cầu vốn, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công cho các dự án có tính kết nối, lan tỏa cao, tạo động lực tăng trưởng kinh tế xã hội. Thu ngân sách nhà nước trong 10 tháng đầu năm ước đạt 9.775 tỷ đồng, bằng 82,9% dự toán do Hội đồng Nhân dân giao. Như vậy, đồng nghĩa với việc những tháng cuối năm, ngành thuế phấn đấu thu gần 3.000 tỷ đồng để đạt mục tiêu 12.700 tỷ đồng trong năm 2024. Như vậy, đồng nghĩa với việc những tháng cuối năm, ngành thuế phấn đấu thu gần 3.000 tỷ đồng để đạt mục tiêu 12.700 tỷ đồng trong năm 2024. Với những khởi sắc từ các dự án quan trọng như dự án Kim Long Mô Tô Huế, nhà máy Cao Lâm Đa, nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phủ Sơn, nhà máy xử lý nước sạch Vàng Liên, nhà máy Skyview Huế 2 và việc đưa vào hoạt động trung tâm thương mại Ionmon Huế vào ngày 16 tháng 9, Sơn Góp Golden Sand Golf Resort tại huyện Phú Vang ngày 28 tháng 9 sẽ là những thành tố quan trọng thúc đẩy hoàn thành thu ngân sách trong những tháng còn lại của năm 2024. Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền vừa hoàn thành kỳ họp chuyên đề lần thứ 12 khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã được nghe Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền trình bày các tờ trình về việc điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2023, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, quy hoạch phù hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, miễn nhiệm chức danh và bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện trên cơ sở tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Kinh tế Xã hội của Hội đồng Nhân dân huyện trình bày các báo cáo thẩm tra về các tờ trình. Bên cạnh đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tập trung thảo luận cho ý kiến, đồng thời biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết về điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2023, nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, nghị quyết về kết quả phù hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, nghị quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện và nghị quyết bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện. Nơi hội tụ ý tưởng và cơ hội mới là chủ đề diễn đàn trí thức trẻ khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức vào sáng nay. Tại diễn đàn, đại biểu và các đoàn viên thanh niên đã được nghe các tham luận như chương trình hoạt động khuyến khích hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp và một số kiến nghị liên quan, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Thừa Thiên Huế và cơ chế chính sách hỗ trợ trí thức trẻ khởi nghiệp, và diễn đàn nơi hội tụ ý tưởng và cơ hội mới thúc đẩy đam mê, hoài bão, khát vọng vươn lên, lập thân lập nghiệp của thế hệ trẻ.
Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên cũng đã được trao đổi trực tiếp với Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo Đại học Huế và các doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công về những kiến thức khởi nghiệp, kinh nghiệm thực tế, kỹ năng cần thiết để xây dựng và phát triển doanh nghiệp, cung cấp kiến thức về xu hướng thị trường, các mô hình kinh doanh mới. Cùng trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp từ sản phẩm mang thương hiệu địa phương cũng đã có cơ hội giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp tại không gian trưng bày. Với chủ đề giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong nha khoa, hội nghị khoa học được tổ chức vào dịp kỷ niệm 25 năm đào tạo răng hàm mặt Trường Đại học Y Dược Đại học Huế, thu hút hơn 300 đại biểu và hội thảo viên với 29 bài báo cáo khoa học phản ánh sự phát triển nhanh chóng và toàn diện của ngành nha khoa. Chương trình hội nghị khoa học cập nhật kiến thức chuyên sâu, chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực răng hàm mặt và giới thiệu các kỹ thuật cũng như sản phẩm tiên tiến phục vụ cho thực hành lâm sàng. Đặc biệt, hội nghị đã diễn ra chương trình đào tạo liên tục tiền hội nghị với các chủ đề về nha khoa xâm lấn tối thiểu và tổ chức diễn đàn poster học viên, sinh viên dành cho học viên sau đại học và sinh viên đại học chuyên ngành răng hàm mặt tại Trường Đại học Y Dược Đại học Huế. Trước đó, vào chiều ngày 8 tháng 11, Trường Đại học Y Dược Đại học Huế tổ chức tọa đàm kỷ niệm 25 năm đào tạo răng hàm mặt. Tại tọa đàm, các hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như vinh danh các cựu giảng viên, các cán bộ đang công tác đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển của khoa, trao tặng học bổng của các nhà hảo tâm cho sinh viên ngành răng hàm mặt, trao giải cho các học viên sinh viên đạt giải tại diễn đàn poster học viên sinh viên dành cho học viên sau đại học và sinh viên đại học chuyên ngành răng hàm mặt tại Trường Đại học Y Dược Đại học Huế. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quy hoạch tổng mặt bằng dự án nhà công vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, đặc biệt là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn để an tâm công tác lâu dài trong quân đội. Nhà công vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được xác định sẽ xây dựng trên khu đất 30.000 m2 tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy. Nguồn quỹ đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đảm bảo đầy đủ về mặt pháp lý. Riêng phương án thiết kế được đơn vị tư vấn đã tính toán theo 3 phương án 1 và phương án 2 với 2 tòa nhà, mỗi tòa có 9 tầng với tổng 160 căn hộ. Mỗi căn hộ có diện tích từ 60 m2 đến 80 m2, cùng các phân khu chức năng của các tòa nhà. Ngoài ra, còn có các công năng phụ trợ và hạng mục phụ trợ. Đối với phương án 3, được thiết kế một tòa nhà với 16 tầng và 160 căn hộ. Qua nghe báo cáo, các đồng chí trong Ban Thường vụ đã thảo luận và đi đến thống nhất đối với phương án xây dựng 2 tòa nhà, mỗi tòa có 9 tầng, cùng các phân khu chức năng. Qua đánh giá, thì đây là phương án tối ưu, vừa phù hợp với quy hoạch tổng thể tại địa phương, vừa phù hợp với yêu cầu thực tiễn của gia đình các quân nhân. Kết luận tại hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, yêu cầu bộ phận tư vấn thiết kế tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể một cách chặt chẽ, chú đáo, không những phải đẹp và chất lượng mà cả căn hộ phải hợp lý với nhu cầu cuộc sống của cả gia đình trong tình hình hiện nay. Theo nhu cầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay có trên 326 quân nhân đang có nhu cầu về nhà ở. Vì vậy, việc xây dựng nhà công vụ sẽ góp phần giải quyết một phần nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng đang công tác trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn để các đồng chí an tâm công tác lâu dài trong quân đội. Thời điểm cuối năm được xem là mùa cao điểm của khách du lịch quốc tế, nhưng đồng thời cũng là mùa mưa bão của Thừa Thiên Huế. Chính vì vậy, nhiều sự kiện sản phẩm du lịch không thể được tổ chức theo kế hoạch, khiến cho không ít cảng tour tuyến đến Huế buộc phải hủy bỏ. Mặc dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực để biến bất lợi khách quan là mùa mưa kéo dài thành điểm hấp dẫn du khách, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để tạo ra các sản phẩm vừa đặc thù vừa thực sự hấp dẫn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Do ảnh hưởng của cơn bão Trami và các đợt mưa lớn, ngay từ đầu tháng 11, Ngọc Trân cùng nhiều đồng nghiệp trong ngành hướng dẫn viên du lịch phải đón nhận những tin không vui khi có đến 70-80% khách đồng loạt hủy tour hoặc chuyển hướng thay vì đến Huế do mưa dài ngày. Có nhiều năm trong nghề hướng dẫn viên tự do, theo Trần, đây là câu chuyện muôn thuở của du lịch Huế. Bước vào mùa mưa của Huế thì ngành du lịch nó sẽ phải giảm 70-80% cái lượng khách đến Huế. Tại vì xưa giờ thì người ta cứ quan niệm rằng mùa mưa ở Huế thì nó sẽ rất là buồn và các dịch vụ tham quan nó cũng sẽ không được tốt. Thì nhiều người vẫn
nói với nhau rằng là mùa mưa Huế nó là đặc sản của Huế, thì đã là một sự đặc sản thì mình phải bán được cái đặc sản đó, thì mình phải biết vận dụng cái mùa mưa Huế, cái điểm mạnh của nó để đưa vào du lịch, chứ không phải vì đó mà mình cứ đồn đoán nó là một cái thứ gì đó nó rất là buồn mà nó rất là ảm đạm và khiến người ta không đến. Đối với các dòng khách quốc tế, đặc biệt là các nước Âu Mỹ, giai đoạn cuối năm được xem là thời điểm vàng của ngành du lịch khi nhiều địa phương đã có tỷ lệ tour đặt trước chiếm đến 60%. Tuy nhiên, thực tế tại Thừa Thiên Huế, lượng khách quốc tế tuy không sụt giảm nhiều về số lượng, nhưng thời gian lưu trú lại bị kéo giảm còn 1 đến 2 ngày do cả hoạt động trải nghiệm không mấy đa dạng vì nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố thời tiết. Điều này lâu dài không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu của ngành du lịch mà còn tạo tiền lệ khiến nhiều du khách ngần ngại khi lựa chọn đến Huế vào mùa mưa. Đa số khi mà khách Tây đến Huế thì người ta chỉ ở lại một ngày thôi. Một ít thì người ta sẽ đến từ sáng sớm. Rồi sau đó sóng tour là sẽ chở thẳng người ta vào Đà Nẵng, Hội An luôn. Em nghĩ là nên tăng cường các hoạt động ở trong nhà. Bởi vì Huế đang có cái điểm mạnh đó là những cái di tích lịch sử ngoài trời như là đài núi, các lăng tẩm của các vua chúa, những địa điểm tham quan. Tuy nhiên những cái hoạt động vui chơi trải nghiệm và giải trí còn chưa có nhiều, khá nhiều là hạn chế. Nam nghĩ là nên quảng bá và thúc đẩy các hoạt động đó. Ví dụ như mình có những là nhà nhà cung đình Huế này, hoặc là cái văn hóa ẩm thực Huế khá là ngon. Và hoặc là đi xuyên rồng ngắm sấm hương, những cái đó có lâu rồi nhưng mà mình nghĩ là quảng bá nhiều hơn nữa. Không thể phủ nhận, Huế thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng thương hiệu Huế thành phố bốn mùa hoa hay festival bốn mùa. Cùng với đó là triển khai nhiều loại hình dịch vụ như phố đêm để thu hút lượng du khách trải đều trong cả năm, cũng như rút ngắn khoảng thời gian mùa thấp điểm. Tuy nhiên, về lâu dài, để biến những điểm hạn chế của mùa mưa kéo dài thành lợi thế, tiềm năng để thu hút du khách, ngành du lịch cần tăng cường tuyên truyền, quảng bá những nét đặc trưng riêng có chỉ khi đến Huế vào mùa mưa, tạo dựng một hình ảnh cổ đô vào mùa mưa không hề tẻ nhạt, đơn điệu, đồng thời triển khai những chương trình phù hợp với đặc thù, điều kiện thời tiết của địa phương. Trong mùa mưa, thì các doanh nghiệp cũng như đơn vị quản lý đang cố gắng hình thành một số sản phẩm trong nhà. Và gần đây thì Sở Du lịch cũng đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích cùng với cái đơn vị tổ chức sự kiện đã đang giới thiệu thử nghiệm chương trình nghệ thuật gắn với du lịch mà có tên gọi là Huế Symphony, bản giao hưởng cổ đô. Thì chúng tôi hy vọng rằng sản phẩm du lịch này không chỉ giới thiệu giúp cho khách khám phá về âm nhạc Huế mà còn khám phá những sản phẩm liên quan kết nối với chương trình này, như là trải nghiệm ẩm thực, nghề truyền thống và tham quan các bảo tàng và các điểm di sản. Năm 2025, trong bối cảnh Thừa Thiên Huế được chọn là địa phương đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia, điều này sẽ đặt nên cho ngành du lịch cổ đô những mục tiêu cao hơn, xây dựng sản phẩm đặc sắc hơn, bổ sung nhiều không gian trải nghiệm cho du khách, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch và thu hút các dòng khách du lịch đến Huế. Trong đó giải quyết được bài toán đến Huế đi đâu, làm gì vào mùa mưa, chắc chắn là một trong những ưu tiên hàng đầu. A Lưới, một huyện miền núi của Thừa Thiên Huế, từ lâu được biết đến là vùng đất của thiên nhiên hoang sơ và nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số. Trong những năm gần đây, chính quyền và người dân địa phương đã nhận ra rằng việc khai thác du lịch cộng đồng có thể là chìa khóa để thoát nghèo. Với các chính sách phát triển du lịch bền vững, A Lưới đang hướng đến đa dạng hóa loại hình du lịch, tận dụng tài nguyên sẵn có từ cảnh quan thiên nhiên đến văn hóa nhằm nâng cao đời sống của người dân. Một trong những điểm sáng trong chiến lược phát triển du lịch A Lưới là việc hoàn thiện và đưa làng văn hóa cộng đồng cả dân tộc huyện A Lưới vào hoạt động. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm một cách trọn vẹn cuộc sống, phong tục tập quán của người Tà Ôi, Bà Cô, Cơ Tu và Vân Kiều. Mỗi ngôi làng đều được quy hoạch và bảo tồn sao cho giữ nguyên bản sắc kiến trúc truyền thống nhà sàn, cùng các hoạt động văn hóa như dệt thổ cẩm, nhà cụ truyền thống và các lễ hội dân gian.
việc xây dựng làng văn hóa không chỉ tạo ra điểm đến hấp dẫn mà còn giúp người dân có thêm thu nhập từ việc bán sản phẩm thủ công và tổ chức dịch vụ du lịch. Đây là cơ hội để người dân vùng cao duy trì và truyền dạy văn hóa bản địa cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo công ăn việc làm ngay tại quê hương. Đây là một vấn đề rất là vinh dự đối với đồng bào, và đồng bào rất là tự hào. Để từ trước tới giờ là nói chung là rất là mong mỏi sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để hỗ trợ đầu tư cho đồng bào để gìn giữ và bảo tồn cái bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số huyện A Lưới nói chung và từng dân tộc nói riêng. Thì đây là kết quả bước đầu về phần là đầu tư hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với cho đồng bào, thì đồng bào vô cùng là phấn khởi. Để phát triển du lịch bền vững, hạ tầng du lịch là điều vô cùng quan trọng. Được sự hỗ trợ của sở ngành địa phương, người dân nơi đây đã mạnh dạn đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà ở để đón khách lưu trú. Cùng với đó, nhiều mô hình homestay được đầu tư quy mô bài bản, qua đó đáp ứng nhu cầu trải nghiệm cho du khách một cách chân thực nhất. Khi Huế lên thành phố trực thuộc trung ương thì du lịch A Lưới sẽ trở thành một cái tấm điểm, và A Lưới cần có những cái giải pháp cụ thể cũng như là một cái hướng đi về du lịch cộng đồng như thế nào cho nó thực sự là bền vững và thực sự là có trách nhiệm với môi trường, sẽ là một cái điểm sáng về du lịch sinh thái của Huế. Thì cụ thể là A Lưới cần làm những cái công việc như sau. Thứ nhất là quy hoạch lại cái tổng thể các điểm du lịch và định hướng về điểm nào là sẽ phát triển bền vững, điểm nào là sẽ phát triển cộng đồng cho nó có nhiều cái dịch vụ đa dạng. Và thứ hai là đặc biệt cần phải chú trọng vào việc đào tạo và nâng cao năng lực của con người. Thứ ba, A Lưới nên chú trọng vào cải tạo hạ tầng cũng như là nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và các cái dịch vụ khác. Phát triển du lịch giúp người dân A Lưới có thêm nguồn thu nhập ổn định, bớt phụ thuộc vào nông nghiệp. Các nghề thủ công truyền thống như dệt giàng, chế tác nhà cụ cũng được khôi phục và duy trì. Nhiều thanh niên vùng cao chọn ở lại quê hương, tham gia vào các hoạt động du lịch thay vì ra thành phố kiếm sống. Nhằm hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức nhiều khóa đào tạo về kỹ năng làm du lịch, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa. Các chương trình hợp tác với các sở ngành và các doanh nghiệp du lịch trong việc đào tạo, quảng bá hình ảnh địa phương cũng đang được đẩy mạnh. Huyện cũng mong muốn để làm sao để vừa để bảo tồn các cái nét văn hóa của các đồng bào thiểu số, đồng thời lấy các cái nội dung về công tác bảo tồn các nét văn hóa để phục vụ quý du khách để trải nghiệm các cái nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số trên bản huyện A Lưới. Đa dạng hóa các loại hình du lịch vùng cao A Lưới đã mở ra một hướng đi mới, giúp người dân cải thiện đời sống, giữ gìn văn hóa truyền thống, đồng thời bảo vệ thiên nhiên. Để thoát nghèo bền vững, A Lưới đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái du lịch cộng đồng vừa đậm chất văn hóa, vừa thân thiện với môi trường. Với tiềm năng tự nhiên phong phú và những nét văn hóa độc đáo, du lịch A Lưới chắc chắn sẽ còn phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến không chỉ giúp du khách khám phá vẻ đẹp của núi rừng mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững cho người dân nơi đây. Thưa quý vị, thời gian qua trên các phương tiện truyền thông đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá nhằm hướng đến một xã hội không khói thuốc. Tuy nhiên, cùng với sự xâm nhập của thuốc lá thế hệ mới trong giới trẻ học đường, nhiều vấn đề mới được đặt ra đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các bên liên quan, gồm nhà trường, phụ huynh, học sinh và cả cộng đồng. Thời gian gần đây, tình trạng học sinh sinh viên hút thuốc lá điện tử có chiều hướng gia tăng. Thậm chí tình trạng này còn xảy ra đối với học sinh tiểu học và ở cả học sinh nữ. Vì suy nghĩ thiên lệch, các bạn trẻ cho rằng hút thuốc là cách thức khẳng định sự chín chắn, trưởng thành và thể hiện được cá tính của bản thân. Nhưng cũng có bạn vì đua đòi và học theo bạn bè, vì tò mò và cũng có bạn tìm đến thuốc lá như một biện pháp giải bớt căng thẳng, hút dần thành thói quen và dẫn đến nghiện. Để hạn chế tối đa những tác hại của thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử, nhiều trường học đã có các biện pháp mạnh mẽ, nghiêm khắc trong việc ngăn ngừa học sinh tiếp cận và sử dụng thuốc lá, cho học sinh ký cam kết không sử dụng thuốc lá, treo các biển báo cấm hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường, môi trường làm việc không khói thuốc lá,
hay khuyến khích học sinh tham gia những cuộc thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá để các em tự mình nhận thức rõ hơn và trở thành tuyên truyền viên tích cực tại gia đình và nhà trường. Trường đã triển khai tổ chức tuyên truyền và các buổi sinh hoạt dạy cơ, và thầy cô giáo thì luôn ghép về thuộc hại của thuốc lá cũng như là cách phòng tránh trong các tiết học, trong các giờ sinh hoạt lớp để chúng em có thể hiểu biết thêm về tác hại của thuốc lá và những cách phòng tránh và những ai có thể dễ bị nghiện thuốc lá và tình trạng nghiện thuốc lá ở lứa tuổi học sinh hiện nay. Trong lớp thì nhiều lúc cũng có nhiều bạn sai mà đã được thầy cô kịp thời ngăn chặn và nhắc nhở và các bạn đã ngừng sử dụng. Em có tham gia những cuộc thi tuyên truyền về thuốc lá và em thấy những cuộc thi này rất là bổ ích và trao dồi thêm nhiều kiến thức cho em và cũng như là thêm nhiều hiểu biết mới. Cái việc mà tuyên truyền nhận thức về cái thuốc lá điện tử gây hại sức khỏe đến lứa tuổi thanh thiếu niên thì cái vấn đề này thì nhà trường cũng tổ chức tuyên truyền bằng cái hình thức là mời bên phía các cái cơ quan chức năng có chuyên môn như là phía công an để có cái tuyên truyền đến cho toàn bộ học sinh của nhà trường cũng như cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường nhận thức về cái vấn đề tác hại của thuốc lá điện tử đến sức khỏe của cộng đồng cũng giống như là của người sử dụng. Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc và chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá cho cán bộ, công chức, người lao động của ngành và học sinh sinh viên. Việc xây dựng trường học không khói thuốc lá không chỉ đem lại một môi trường học đường trong lành, an toàn, bảo vệ sức khỏe cho mọi người mà còn hướng đến một nếp sống văn minh cho thế hệ tương lai, bắt đầu từ việc giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh sống lành mạnh vì chính mình và vì cộng đồng. Các trường học cũng tích cực đẩy mạnh và làm phong phú các hoạt động xã hội, trong đó có cả hoạt động lối sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, gắn biển phòng chống tác hại của thuốc lá tại cổng trường, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Hiện nay, tất cả các trường học từ cấp trung học cơ sở đến trung học phổ thông, các trường cao đẳng, đại học đều quy định cấm hút thuốc lá trong trường học nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh hút thuốc lá. Thông qua các buổi truyền thông, tuyên truyền để trang bị cho học sinh sinh viên các kỹ năng từ chối lời mời hút thuốc từ bạn bè hoặc mọi người. Và tại nhiều trường học, chính các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên của nhà trường cũng là những người đi đầu làm gương trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá để học sinh tích cực hưởng ứng. Trong kế hoạch nhiệm vụ năm học thì nhà trường đã đưa vấn đề về phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch giáo dục cũng như là triển khai cho toàn thể cán bộ giáo viên học sinh là việc cấm các khói thuốc lá trong trường học, tức là có cam kết ở trong cái hội nghị viên chức đầu năm học là giáo viên không hút thuốc lá và để đảm bảo cái môi trường học tập trong lành. Thì trong năm qua thì trường đã thực hiện tốt cái vấn đề này, có công tác xây dựng kế hoạch cũng như là thường xuyên kiểm tra, đánh giá và tổng kết trường đã đảm bảo môi trường học là không có thuốc lá và cảnh quan nhà trường thì rất là xanh sạch đẹp, góp phần vào nâng cao chất lượng công tác dạy và học của nhà trường trong năm qua. Tuy nhiên vẫn tồn tại một thực tế là mặc dù các trường học đều có quy định về việc cấm học sinh hút thuốc lá, nhưng phần lớn các em thường hút thuốc ngoài phạm vi trường học nên nhà trường rất khó để quản lý. Với hệ thống bán hàng và phân phối thuốc lá rộng khắp như hiện nay thì những học sinh sinh viên này có thể dễ dàng mua thuốc lá ở bất cứ đâu như quán cà phê, quán ăn, quán internet. Trong khi đó, việc phát hiện, xử phạt những trường hợp vi phạm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi vẫn đang là bài toán khó đối với các cơ quan chức năng. Chính vì vậy mà điều quan trọng nhất vẫn là tâm lý và sự nhận thức của mỗi một học sinh sinh viên về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của bản thân, để từ các em lựa chọn một lối sống lành mạnh, tích cực. Hơn 300 đoàn viên thanh niên vừa tham dự chương trình tuyên truyền pháp luật về nội dung những điều cần biết về ma túy và kỹ năng phòng tránh, nhận diện phòng tránh lừa đảo qua mạng internet và kiến thức cho học sinh sinh viên do Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức vào chiều nay 9 tháng 11, hoạt động nhằm hưởng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua hình thức tọa đàm, giao lưu, hơn 300 đoàn viên thanh niên đến từ các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn được thông tin về một số loại ma túy phổ biến hiện nay, chiêu thức của bọn tội phạm thường sử dụng để lôi kéo, dụ dỗ học sinh sinh viên,
tác hại của ma túy đối với sức khỏe gia đình và xã hội, giải pháp trọng tâm để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên. Ngoài ra, trong bối cảnh thực trạng tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao đang có chiều hướng gia tăng, các đoàn viên thanh niên cũng được thông tin về tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng trên địa bàn tỉnh, các phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, các kỹ năng an toàn trên không gian mạng dành cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Được tổ chức thường niên với nội dung và hình thức được đổi mới sinh động, chương trình nhằm thu hút sự tham gia và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của thanh niên, góp phần hạn chế sự gia tăng các loại tội phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn. Nhiều hoạt động sôi nổi hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng đã được tổ chức nhằm tạo không khí thi đua giao lưu sôi nổi trong các trường học trên địa bàn. Sáng ngày 9 tháng 11, trường Mầm non Hoa Hướng Dương, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây là trường thứ 39 trên tổng số 40 trường tại thị xã Hương Thủy được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 97,5%. Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, tiền thân là trường Mẫu giáo Thủy Phù 2, được thành lập vào năm 1995. Đến năm 2010, trường chính thức đổi tên thành trường Mầm non Hoa Hướng Dương. Năm học 2023-2024, nhà trường thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ từ 24 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi, với tổng số 335 trẻ với 12 nhóm lớp. Công đoàn cơ sở trường Đại học Sư phạm Đại học Huế tổ chức giải cầu lông viên chức người lao động năm 2024. Tham gia giải đấu có hơn 40 vận động viên là những đoàn viên công đoàn đến từ 13 công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc của nhà trường. Các vận động viên tham gia giải thi đấu ở 8 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ dưới 40 tuổi và đơn nam nữ, đôi nam nữ trên 40 tuổi. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, ý nghĩa giúp cả cán bộ, người lao động trong toàn trường được giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, góp phần đẩy mạnh phong trào thể thao của công đoàn trường. Từ đây sẽ tuyển chọn được hạt nhân cho các giải đấu của ngành và thành phố. Trong phần tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La để chiêm ngưỡng nét đẹp những vườn cúc hoa mi trắng tinh khôi đến nao lòng. Đây cũng là chỉ báo bước chuyển mùa từ thu sang đông và là khoảnh khắc không thể bỏ qua của những người yêu thích thiên nhiên. Mùa đông năm nay, đến với Mộc Châu, du khách sẽ được đắm mình trong sắc trắng tinh khôi của những vườn cúc hoa mi đang vào chính vụ. Tiết trời lành và hanh khô của cao nguyên Mộc Châu cực kỳ thích hợp cho việc trồng cúc. Khí hậu đặc trưng của nơi này dường như khiến cho những bông cúc hoa mi thêm trắng và đẹp tinh khôi hơn. Tôi cảm thấy là rất là đẹp ở thời tiết khí hậu ở Mộc Châu, rất là mát mẻ mà đẹp. Mọi người đến hãy đến vườn cúc hoa mi này, là một nơi tham quan du lịch rất là đẹp. Hoa trắng, nhị vàng đẹp. Chị Mua Thị Bằng ở bản Pha Bách, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu đã mang giống cúc hoa mi về trồng trên 1.000 mét vuông đất vườn của gia đình. Nhưng ngày nay, từ sáng sớm cho đến khi tắt nắng, vườn hoa của gia đình chị thu hút rất đông du khách ở mọi lứa tuổi đến ngắm, chụp ảnh kỷ niệm hoặc mua về cắm. Trước đây thì có trồng ngô nhưng mà kiểu là không năng suất được giống như trồng hoa. Trồng hoa thì nó được hơn giống như là cúc hoa mi này. Có rất là nhiều du khách ra kiểu giống như là cuối tuần thì có thể tầm 200-300 người xuống dưới này chụp ảnh ạ. Cả cánh đồng trắng hoa cúc hoa mi hòa quyện với nền trời cao xanh thẳm cuối thu đầu đông là một sự kết hợp hoàn hảo cho những ai đam mê chụp ảnh. Bởi vậy, không chỉ những du khách đến từ mọi miền đất nước mà nhiều người dân ở Mộc Châu cũng say đắm với khung cảnh thơ mộng này. Tôi đã tự tìm cho mình những cái góc chụp đẹp, phù hợp với trang phục hôm nay tôi mặc. Thì tôi muốn gửi gắm tất cả những cảnh đẹp của Mộc Châu, những bức ảnh đẹp của tôi hôm nay gửi đến tất cả những khách du lịch trong và ngoài nước. Một mùa cúc hoa mi nữa lại về, những cành hoa mỏng manh, dịu dàng, khoe sắc khiến cho cao nguyên Mộc Châu trở nên lãng mạn hơn. Trồng cúc hoa mi không chỉ để du lịch Mộc Châu trở nên tươi đẹp, hấp dẫn hơn mà còn giúp nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây. Tin thế giới, hôm qua chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nỗ lực xúc tiến giải pháp ngoại giao nhằm đạt được các thỏa thuận chấm dứt tình trạng xung đột của Israel ở dải Gaza và Liban,
thông qua các cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ và những người đồng cấp trong khu vực. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong các cuộc điện đàm với người đồng cấp Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận về những nỗ lực nhằm đảm bảo mục tiêu trả tự do cho con tin và thiết lập lộ trình phía trước để cho phép người Palestine ở Gaza xây dựng lại cuộc sống, cũng như thúc đẩy quản trị, an ninh và công cuộc tái thiết. Còn trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Blinken đã thảo luận về những nỗ lực đạt được giải phóng ngoại giao Taliban, tạo điều kiện cho dân thường ở cả hai bên đường xanh được trở về nhà. Cùng ngày, một quan chức Mỹ cho biết nước này đã yêu cầu Qatar đóng cửa văn phòng chính trị của Hamas ở nước này, sau khi Hamas bác bỏ đề xuất mới nhất về thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho cả con tin. Cùng liên quan tới tình hình Trung Đông, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, chúc mừng chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với ông chủ sắp tới của Nhà Trắng để đạt được nền hòa bình công bằng và toàn diện ở Gaza, dựa trên tình hợp pháp quốc tế. Giới chức Nga cho biết các ủy viên nhân quyền của nước này và Ukraine đã gặp nhau ở Belarus để thảo luận về chủ đề hợp tác hỗ trợ công dân hai nước. Đây là cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi giữa các phái đoàn của Nga và Ukraine. Ủy viên nhân quyền Nga Tatiana Moskakova xác nhận cuộc gặp của bà với ủy viên nhân quyền của Quốc hội Ukraine đã diễn ra ở Belarus. Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi danh sách những người mà hai ủy viên đến thăm dựa trên sự đồng ý chung và những lá thư của các tù binh gửi cho thành viên gia đình họ, đồng thời thảo luận về chủ đề đẩy mạnh hợp tác nhân đạo trong việc cung cấp hỗ trợ cho dân thường, bao gồm nỗ lực tìm kiếm những người mất tích, đoàn tụ các gia đình và giúp các gia đình đến thăm tù binh. Về phần mình, ông Dmytro Lubinets, ủy viên nhân quyền của Quốc hội Ukraine, xác nhận hai bên đã trao đổi danh sách tù binh và ông đã chuyển thư từ người thân cho các tù binh Ukraine. Các vấn đề nhân đạo như trao đổi tù binh và thi thể quân nhân thiệt mạng vẫn là một trong số ít lĩnh vực hợp tác giữa Moscow và Kiev kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Hai ủy viên nhân quyền của Nga và Ukraine gặp nhau lần gần đây nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm 2023. Ngày 8 tháng 11, Tổng thống Argentina Javier Milei khẳng định quốc gia Nam Mỹ này đã vượt qua giai đoạn suy thoái kinh tế và có dấu hiệu phục hồi. Tuyên bố được ông Milei đưa ra tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Phòng Thương mại và Dịch vụ Argentina. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Milei nhấn mạnh, nhờ chính sách thắt lưng buộc bụng và cắt giảm triệt để thâm hụt ngân sách, tình trạng lạm phát phi mã đã được kiểm soát trong tháng 9, được khống chế ở mức 3,5%. Tuy nhiên, với tỷ lệ này, lạm phát ở nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latin vẫn ở mức tăng 200% so với cùng kỳ năm trước, thuộc hàng cao nhất thế giới. Tổng thống Milei cũng thừa nhận các chính sách trong thời gian vừa qua của chính phủ là rất cứng rắn, song sẽ phải mang lại thành quả. Ông cho rằng kể từ nay, tình hình kinh tế Argentina sẽ ngày càng tốt lên. Sau khi nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Milei đã thực hiện một loạt chính sách nhằm cân bằng tài chính, trong đó có việc sa thải hàng chục nghìn lao động thuộc khu vực nhà nước, cắt giảm lương hưu, ngân sách cho giáo dục công và y tế. Theo chính phủ Guatemala, kể từ đầu năm tới nay, Mỹ và Mexico đã trục xuất hơn 68.100 người nhập cư bất hợp pháp trở về nước này. Đồng thời dự báo từ nay đến cuối năm, con số này có thể sẽ vượt số liệu của năm ngoái với gần 80.000 người. Viện Di trú Quốc tế Guatemala cho biết, trong nhóm người bị trục xuất trên có gần 7.200 trẻ em và trẻ vị thành niên. Mỹ đã đưa gần 54.500 người nhập cư bất hợp pháp về quốc gia Trung Mỹ bằng đường hàng không, trong khi số còn lại là từ Mexico, được vận chuyển bằng đường hàng không và đường bộ. Lực lượng chức năng Mỹ cùng ngày đã tổ chức nhiều chuyến bay từ thành phố Laredo, bang Texas, đưa 127 người vượt biên trái phép về Guatemala. Năm ngoái, hơn 55.300 người nhập cư trái phép bị trục xuất trở lại quốc gia Trung Mỹ này sau khi nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Thống kê cho thấy, mỗi năm có khoảng 300.000 người Guatemala di cư bất hợp pháp sang Mỹ để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn và tránh tình trạng bạo lực. Trong giai đoạn 2021-2023, Mỹ đã trục xuất trên 2,8 triệu người nhập cư trái phép tại các cửa khẩu biên giới, trong đó phần lớn đến từ các nước như Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador và Nicaragua. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.